Hôm nay 15 tháng 12, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến lực lượng của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Theo đó, danh sách của đội tuyển đã được rút gọn xuống còn 25 cầu thủ cho chuyến làm khách trên sân đội tuyển Lào. 4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tại chiến dịch AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, tiền đạo Hà Đức Trinh và Phạm Đình Duy. Trước đó, đội tuyển cũng đã nối lời chia tay với 2 cầu thủ là Nguyễn Trọng Hoàng và Lương Duy Cương. Trọng Hoàng xin rút khỏi đội tuyển để điều trị thoát vị đĩa đệm, trong khi Duy Cương không có tên trong đợt tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Sáng ngày 17 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Viêng Chăn, Lào để chuẩn bị cho trận ra quân tại AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Theo quy định của điều lệ, các đội tuyển được quyền đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Do vậy, danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ được chốt lại tại cuộc họp kỹ thuật một ngày trước trận đấu.